Trong 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam thu về gần 23,2 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản. Kết quả này có được là do ngành nông nghiệp đã và đang tích cực đẩy mạnh hợp tác đa phương, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Có 9 nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, gồm gạo, cà phê, cao su, điều, nhóm rau củ, cá tra, tôm, sản phẩm gỗ và nhóm đầu vào phục vụ sản xuất. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, đây là nỗ lực của ngành nông nghiệp trong thời gian qua đã phối hợp tổ chức và tham gia hỗ trợ các địa phương, ngành hàng trong công tác xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm nông sản vùng miền. Bên cạnh thuận lợi trên, xuất khẩu nông sản đối với thị trường truyền thống là Trung Quốc còn khó khăn do một số mặt hàng nông sản của Việt Nam, trong đó có trái cây chưa ký được hiệp định, nghị định thư với phía Trung Quốc. Để giải quyết khó khăn này, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp đẩy mạnh việc xuất khẩu nông sản chính ngạch sang Trung Quốc, cần chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp từ tư duy sản xuất tự phát sang sản xuất theo nhu cầu thị trường, gắn với việc đảm bảo chất lượng hàng nông sản xuất khẩu.